Xin chào các anh chị và các bạn đã đến với chương trình Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Thảo Anh, đến từ phòng dịch vụ tư vấn công ty cổ phần chứng khoán VNDirect. Vào những ngày cuối năm, có lẽ chúng ta đều tất bật hoàn thành những công việc còn dang dở để về sum vầy với gia đình, sẽ lên lịch trình cho chính mình trong những chuyến du lịch khám phá, nghỉ ngơi sau một năm dài nỗ lực, hay bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch năm mới hay tổng kết lại năm cũ đã qua. VNDirect chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý nhà đầu tư đã dành thời gian quý báu của mình để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng nhau, cùng xây dựng một nếp sống khỏe mạnh và bền vững về tài chính mỗi ngày. Hôm nay chúng ta sẽ mở đầu cho năm mới với một cuộc trò chuyện thú vị xoay quanh chủ đề mục tiêu tài chính. Cùng đồng hành hôm nay với chúng ta sẽ có khách mời là anh Đức Anh, chuyên gia tư vấn. Đức Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với quý vị khán giả ngày hôm nay được không ạ? Chào anh và tất cả anh chị thân mến, mình là Đức Anh. Hôm nay rất vui có mặt nơi đây cùng mọi người trò chuyện về chủ đề mục tiêu tài chính. Đây là chủ đề khiến Đức Anh phải chăn trở khá nhiều những ngày qua. Vì năm 2024, Đức Anh có nhiều mục tiêu và dự định nên bản thân muốn có sự chuẩn bị kỹ càng để có một năm thuận lợi và tiến vượng hơn năm cũ. Chào mừng Đức Anh đến với chương trình Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Trong những ngày cuối năm này thì không biết là bạn có bận rộn với công việc của mình không ạ? Mình làm mảng dịch vụ đầu tư, bên cạnh những công việc thường ngày như hỗ trợ và tư vấn khách hàng, làm báo cáo, mình còn dành thời gian giúp khách hàng đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và mục tiêu cho năm 2024. Đối với nghề tư vấn thì việc trò chuyện và giúp khách hàng tìm ra giải pháp cũng là ưu tiên hàng đầu của công việc bạn đang thực hiện, có đúng không ạ? Vâng, và cuối năm là thời điểm tốt để ngồi lại với khách hàng tổng kết lại các mục tiêu tài chính đã hoàn thiện đến đâu, có phải chỉnh sửa kế hoạch tài chính hay không, năm tới có thêm mục tiêu nào hay không. Như Thảo Anh đã biết, năm 2023 tình hình kinh tế nhìn chung khá là khó khăn, tuy nhiên cũng mở ra nhiều cơ hội đầu tư tích lũy tài sản. Vậy nên là chúng ta ở đây để gieo hạt, để vun đắp cho khách hàng chặng đường sức khỏe tài chính bền vững, có đúng không ạ? Đúng rồi Thảo Anh, hôm nay mình sẽ nói về chủ đề mục tiêu tài chính. Mong rằng những kiến thức và kinh nghiệm mình chia sẻ hôm nay sẽ có ích với khán giả của chương trình Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Theo Đức Anh thì trong cuộc đời mỗi con người sẽ có bao nhiêu mục tiêu tài chính và mình có thể gọi tên được nó hay không ạ? Có nhiều cách phân loại mục tiêu tài chính, trong đó chúng ta có thể phân loại theo mốc thời gian ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ngắn hạn là 1 đến 3 năm, trung hạn là 3 đến 10 năm và dài hạn là 10 năm trở lên. Trong đó, mục tiêu ngắn hạn thực sự là yếu tố chính để tạo tiền đề cho việc đạt được các mục tiêu lớn hơn và dài hơn. Mục tiêu ngắn hạn thì theo như Thảo Anh hiểu là khi mà Tết thì chúng ta có thưởng, mọi người sẽ thường hay góp vào để mua một vài món đồ xa xỉ hay là đi du lịch, thì có đúng không ạ? Đó cũng là một mục tiêu, Đức Anh xin chia sẻ thêm. Việc quan trọng của người tư vấn là giúp khách hàng nhận ra mục tiêu nào thực sự quan trọng. Tất nhiên, phong cách sống của mỗi người sẽ khác nhau và ảnh hưởng đến sự ưu tiên khi thiết lập mục tiêu của họ. Sau khi có mục tiêu, cần lập kế hoạch thực hiện. Mỗi tháng đầu tư bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu là hợp lý. Trong đó, thói quen ghi chép lại các khoản thu chi là rất quan trọng, giúp ích rất nhiều trong việc phân loại các khoản chi tiêu, điều chỉnh chi tiêu sao cho phù hợp. Thảo Anh có công nhận với mình là đôi khi không hiểu sao chưa tới cuối tháng mà đã hết tiền hay chưa? Cái này chính là câu mà giới trẻ vẫn hay nói là lương ơi, lương đi đâu rồi đấy ạ. Đó là lý do mà chúng ta cần phải ghi lại chi tiết từng khoản chi tiêu để từ đó đánh giá cái khoản chi tiêu đó có thực sự cần thiết hay không. Mà nếu không cần thiết thì chúng ta phải cắt giảm. Hiện nay có nhiều ứng dụng có thể giúp bạn quản lý thu chi dễ dàng và tiện lợi ở ngay trên điện thoại của mình, như Money Lover, Money Plus hoặc có thể làm file Excel cá nhân. Bên cạnh đó có nhiều phương pháp để thiết lập ngân sách chi tiêu như phương pháp 50, 30, 20. Thảo Anh đã nghe đến các phương pháp này chưa? Mình biết đến phương pháp này, có phải là mình sẽ phân bổ 50% cho ngân sách chi tiêu thiết yếu, 30% cho các khoản chi phí linh hoạt, giải trí và 20% còn lại là cho tiết kiệm không ạ? Đúng vậy, đây là các tỷ lệ để tham khảo tùy tình hình tài chính của bản thân mà bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp, không nhất thiết là các tỷ lệ kể trên. Tuy nhiên, để xây dựng nền tảng tài chính vững vàng, tỷ lệ tiết kiệm nên tối thiểu từ 10 đến 20% thu nhập hàng tháng. Vậy lúc nãy Đức Anh có nhắc đến quỹ dự phòng khẩn cấp, nó có liên quan đến các tỷ lệ nêu trên không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Thảo Anh.
Một ví dụ cho mục tiêu ngắn hạn là xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp. Đây là khoản tích lũy với mục tiêu đảm bảo an toàn tài chính cho bản thân và gia đình trước những biến cố bất ngờ trong tương lai, giúp bạn có khả năng chi trả các khoản chi phí cần thiết để duy trì cuộc sống trong lúc khó khăn mà không phải vay mượn. Ví dụ như lúc đau ốm, bệnh tật, tai nạn hoặc thất nghiệp. Dễ hình dung nhất là trong đợt Covid vừa rồi, khi công việc bị gián đoạn bởi dịch bệnh, công ty cho nhân viên nghỉ không lương, thì chính quỹ dự phòng này sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Số tiền để xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh và tình hình tài chính cá nhân và gia đình của bạn. Ví dụ, mức độ ổn định của công việc và thu nhập, sức khỏe của bạn, bạn có bao nhiêu người phụ thuộc và bạn có bao nhiêu hay chưa? Vậy khoản quỹ này thì mình cứ để trong tài khoản ngân hàng hay là mình tách ra cất ở đâu đó? Có nên để chung với là tài khoản chi tiêu hàng ngày không ạ? Vì mục đích là quỹ dự phòng khẩn cấp nên khi lựa chọn kênh gửi tài sản phải đáp ứng các tính chất. Thứ nhất là cực kỳ an toàn. Thứ hai là tính thanh khoản cao. Thanh khoản cao tức là chuyển thành tiền mặt nhanh chóng. Thông thường các gia đình sẽ lựa chọn gửi tiết kiệm ngân hàng và tách bạch với tài khoản thanh toán chi tiêu hàng ngày. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Đức Anh về mục tiêu ngắn hạn. Bạn có thể nói qua về mục tiêu trung hạn và dài hạn để các khán giả của chương trình có thể nghe qua được không? Như Đức Anh đã chia sẻ, trung hạn là 3 đến 10 năm và dài hạn là 10 năm trở lên. Thảo Anh có thể đánh giá thời gian tích lũy cho mục tiêu đó là bao lâu, từ đó phân loại cho phù hợp. Đức Anh phải lưu ý với anh chị khán giả, một yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành kế hoạch tài chính, đó chính là các khoản nợ. Một số người có quan điểm rằng vay nợ là mượn từ tương lai dùng cho hiện tại, và số tiền vay nợ sẽ giúp hoàn thành mục tiêu sớm hơn cho dù phải trả lãi suất. Với quan điểm của Đức Anh, không nợ nần thì Đức Anh sẽ yên tâm hơn, việc đầu tư tích lũy sẽ không bị áp lực. Vì vậy, trước khi làm bất cứ điều gì cho mục tiêu tài chính chung dài hạn, các anh chị khán giả có thể ưu tiên giảm bớt gánh nặng nợ nần, vì trên hành trình tích lũy tài sản sẽ vững tâm hơn. Có hai cách để vượt qua các khoản nợ mà Đức Anh muốn chia sẻ. Một là ưu tiên trả trước hạn các khoản vay theo lãi suất từ cao tới thấp, bất kể số dư nợ là bao nhiêu, hay còn gọi là chiến lược tuyết lở. Cách hai, ưu tiên trả các khoản nợ có giá trị từ nhỏ tới lớn. Trả các khoản nợ nhỏ sẽ giúp bạn. Vậy sau khi là trả các khoản nợ vay, chúng ta có thể an nhàn và thảnh thơi hơn để bắt đầu tích lũy cho các nhu cầu cá nhân rồi, đúng không anh? Đúng vậy. Lúc đó, bạn sẽ tập trung tốt hơn cho các mục tiêu tài chính chung và dài hạn cần đạt được của mình. Từ đó tối ưu khoản tiết kiệm, tích lũy để đạt được mục tiêu. Nếu xem các mục tiêu tài chính như hành trình trưởng thành của mỗi người, như ngắn hạn là thời gian bắt đầu, trung hạn là tích lũy, có nợ sẽ ưu tiên xử lý trước, sau đó để một phần tích lũy cho những mục tiêu lớn hơn của cuộc đời, thì chắc hẳn quả ngọt trong dài hạn sẽ là sự an nhàn, thảnh thơi sau suốt thời gian dài cố gắng. Việc lên kế hoạch dài hạn như hữu trí an nhàn đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng để cuộc sống hiện tại không bị áp lực, cuộc sống sau này khi về hưu thong dong tự tại. Chắc chắn chúng ta ai cũng phải già đi. Khi về hưu, khả năng lao động và tạo thu nhập chủ động sẽ giảm sút nhiều, nên nếu không có nguồn để dành, chắc chắn sẽ phải phụ thuộc vào người khác. Có nhiều người cho rằng còn quá sớm để nói về tích sản hưu trí ở độ tuổi 20-30, nhưng thời gian tích lũy càng dài thì áp lực để hoàn thành mục tiêu sẽ giảm đi. Ví dụ với số tiền cần là 1 tỷ, áp lực tích lũy trong 1 năm sẽ khác với áp lực tích lũy cùng số tiền đó trong 10 năm. Khi nghỉ hưu, Đức Anh cho rằng chúng ta sẽ có hai thứ cần quản lý, một là tài chính, hai là thời gian. Mục tiêu hưu trí an nhàn sẽ là quản lý tốt hai thứ này. Về tài chính, cần chuẩn bị số tiền có thể sống và hưởng thụ trong thời gian nghỉ hưu. Về thời gian, có một số người sẽ lựa chọn về quê, trồng rau nuôi cá, có một số người khác sẽ lựa chọn sống cùng con cháu. Lựa chọn phụ thuộc vào con cái là không sai, tuy nhiên sẽ tạo áp lực thêm cho con cái. Lấy ví dụ quỹ dự phòng khẩn cấp vừa nêu ở đầu buổi, người trụ cột tài chính trong gia đình là người con bây giờ sẽ phải chuẩn bị nhiều tài sản hơn khi số người phụ thuộc tăng lên, đồng nghĩa với áp lực nhiều hơn. Và nếu ai làm cha mẹ rồi thì đều không muốn con cái mình phải vất vả, đúng không ạ? Vậy với những người mới bắt đầu hành trình này thì bạn có lời khuyên nào đối với họ hay không? Đối với người mới bắt đầu sẽ có nhiều băn khoăn và chưa biết làm gì đầu tiên. Thường Đức Anh sẽ có lời khuyên cho họ là
bắt đầu viết ra 3 mục tiêu và xác định mức độ quan trọng theo thứ tự. Câu hỏi mình thường đặt ra là nếu không có mục tiêu đó, cuộc sống của họ sẽ ảnh hưởng như thế nào? Thông thường những mục tiêu tài chính ảnh hưởng trực tiếp nhất đến cuộc sống là quỹ dự phòng khẩn cấp, bảo hiểm, hưu trí, rồi đến mục tiêu tích sản, mua nhà, mua xe cho con đi du học. Sau cùng là mục tiêu tận dụng cơ hội của thị trường để tăng trưởng tài sản. Tùy theo mục tiêu quan trọng và thiết yếu như thế nào thì sẽ lựa chọn kênh đầu tư với lợi suất và rủi ro tương ứng. Ở VinDirect, Thảo Anh và các anh chị khán giả hoàn toàn có thể tự lập kế hoạch tài chính bằng công cụ ở phần tích sản mục tiêu trên app VinDirect Financial Investment hoặc trang quản lý tài sản myaccount.vindirect.com.vn. Sau đó, lựa chọn cho mình các kênh đầu tư phù hợp như tích sản mục tiêu, tích sản hưu trí. Đồng thời, có thể lựa chọn đồng hành với các chuyên gia tư vấn có năng lực chuyên môn để từng bước lập kế hoạch tài chính cho mình. Vậy là chúng ta đã đi qua hết những cột mốc mục tiêu tài chính quan trọng. Vì chúng ta thường hay có cảm giác hối tiếc về những gì mình chưa làm được trong một năm qua, nên Thảo Anh đã chọn nói về mục tiêu ngay tại thời điểm cận kề chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Để qua buổi chia sẻ này, cũng muốn các khán giả của chương trình sẽ thay thế tiếc nuối bằng những hành động, lên kế hoạch cho tất cả mục tiêu của chính mình. Bởi mỗi một lần gieo hạt, chăm sóc và biết vun đắp sẽ tạo nên những cái cây tài chính bền vững. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chương trình Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính hôm nay. Và cảm ơn Đức Anh đã có mặt tại chương trình giữa những thời điểm bận rộn cuối năm này. Cảm ơn Thảo Anh và khán giả của chương trình đã lắng nghe những chia sẻ của Đức Anh. Xin chào và chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, bình an và thành công trên hành trình thực hiện mục tiêu tài chính của riêng mình.